Có cái đơn hàng từ Lazada nhé, mới gửi là mỹ phẩm Đồng Nai này, NP. Ngày mình đặt là ngày 30 tháng 4 nhé. 30 này. Nay là ngày mùng 8 tháng 5. Thì cái đơn hàng mình đặt này là serum Huyền Phi nhé, khử hôi nách, hôi chân, có an toàn tại nhà này, sâu răng này, răng miệng này, ngừa sâu răng, hết hôi miệng này. Quà tặng kèm theo dầu gội gói thanh mộc hương 6g, dùng thử sấy dầu không hóa chất này. Tổng cộng là 3 sản phẩm nhé. Một sản phẩm là cái quà khuyến mại. Cái này là chia sản phẩm này. Chia, nhưng mà chia này thì viết bút thì không thua. Đây mình sẽ mở gói hàng này ra nhé. Chung là chân của mình thì đi giày, mình đi làm thì đi giày cả ngày, đi giày giày tây ấy. Là mình rất cần dùng những sản phẩm như thế này. Đây là sản phẩm này. Bảo hành Huyền Phi này. Mình thấy cái Huyền Phi này thì rất nhiều chị em bây giờ đang dùng. Mình đã từng mua cái sản phẩm tẩy lông, mua cho vợ thôi. Trong có video rồi đấy. Đây đều gội này. Đây là sản phẩm này, đây có tem tiêm phòng này, đây là chị hôi nách nhé. Tôi hướng dẫn là đối với người bị hôi nách, hôi chân nhẹ nên dùng một tuần một lần, trường hợp bị nặng dùng một tuần hai lần. Mỗi lần một hai giọt một bên, nên dùng một tuần một hai lần thôi. Còn cái này, cái này là không có siêu nhỉ. Cái bên này là sao răng này, công dụng làm sạch răng miệng, khử mùi hôi miệng, làm dịu mát miệng khi bị nhiệt miệng, viêm lợi, viêm niêm mạc miệng, sao răng, ngừa hơi thở, giữ hơi thở thơm mát và góp phần đem lại cảm giác tự tin sau sử dụng. Hướng dẫn sử dụng sau. Đối với người đang gặp vấn đề răng miệng, người bị hôi miệng, muốn thơm miệng, bước một nhỏ 1-3 giọt sản phẩm lên trên bàn chải, có sẵn kem đánh răng. Sau đó đánh răng từ 2-3 phút, chú ý đánh răng nhẹ nhàng để làm sạch sâu khoang miệng và các kẽ răng, ngày vệ sinh 2 lần, sáng và tối. Bước 2, dùng nạo lưỡi, nạo sạch khoang lưỡi, nhỏ 1 giọt sản phẩm vào 20ml nước, khuấy đều, dùng để súc miệng từ 2-3 phút. Đối với người bị sâu răng, nhiệt miệng, loét miệng, sưng lợi, sưng yếu, viêm lợi, nấm lợi, lợi chùm, nhỏ 1-3 giọt tinh dầu trực tiếp vào chỗ bị viêm. Sau khi hết sưng, tiếp tục duy trì đánh răng, súc miệng với tinh dầu cho hai bước trên. Sản phẩm này cũng có cái tem ở trên này giống cái ở dưới này. Mình sẽ bóc nó ra. Tem thì cũng có cái dưới này rồi. Đầu trên hay đầu dưới đây? Cái này đầu dưới rồi. Nhưng mà nếu mà cách dán tem này không dán tem hai bên thì cũng ít tác dụng. Đây là cái
hút tinh dầu được chưa? Mở ra đấy người thấy mùi như kiểu bạc hà ấy. Đây là hướng dẫn sử dụng này. Sản phẩm này có 10ml nhé. À đây với con tem này. Chọn cái tem này. Bóc cái thứ hai. Thử bóc ở dưới trước này. À, ở dưới này thì nó gắn rồi nhé. Lọ này thì có cái bóp luôn đây, cái nắp nó luôn, nó bóp để nó hút được luôn. Tem là vẫn còn nguyên này. Viễn Phi 50ml này. Thành phần trầu không, cam thảo, tinh dầu gừng, cây phi. Ok nhé. Giá của hai sản phẩm này là 250.000. Cả ship. Một loại là 120 và một loại là 130. Ok nhé.